Chào các bạn. Bữa nay mấy anh em đi dỡ mấy cái lợp về để về chỗ khác nha các bạn. Hồi tối mưa. Bữa nay mấy anh em đi thăm nè. Chào cả nhà. Thú tụi con đi cái clip tôi luôn rồi. Không thấy xong đâu chứ. Hồi tối mưa lớn lắm. Rồi hàng luôn nè anh Tú ơi. Hàng này cũng khá khá à. Chạy vô lợp mình rồi. Giảm lắm à. Tóc dai gì nè. Ai dở rồi luôn, chứ tóc dai. Có cua kìa, có ốc nữa. Làm ai dở hả? Đó. Nè. Ai thăm cái gì đây? Thăm thử mà. Ai nhắm đít. Đâu nữa có cá không? Có rồi, có gì đó. Chịu lắm ốc rồi anh Tú ơi. Thấy gì trong bịp bịp nè anh Tú ơi. Cái rô phi lồng tông nữa kìa. Dở chặt chặt Tú ơi. Ơi, ốc giữ thần nha trời. Ê, bắt ốc ra cái điên luôn. Sao làm dời mưa chỗ khác vô trỏng đi quên. Đúng. Đi, về về. Về trỏng các bạn ơi, trỏng chạy dữ hơn ở đây. Giờ mình bắn ngay qua anh kia, là mình đặt mình bắn á. Chứ cái này lụm miếng ốc ra coi. Làm gì cho bìm bẹp ăn làm gì? Để đi cho bìm bẹp ăn. Nhỏ không à. Đợi nó. Lãi được hết trơn. Đi mà cái mương đất bắp của anh Tèo trong cái trồng đặt nó có đó. Đó, có chuyện luôn đó. Đi thôi các bạn ơi. Kiếm mớ cá về mình ăn cơm nha, chia ra ăn cơm nha. Khu vực mình bây giờ đây bắp hết trơn luôn anh Tú ơi, xong rồi. Tới rồi các bạn ơi. Biết có gì không? Không, cái này nó chạy hai con trắng dung. Có gì? Có mà nhưng không nhích kìa. Tắt được con chỉ quá trời luôn. Tôi nhẹp chưa anh Tú ơi? Hai băng có vô chết sình. Sạch luôn. Con gì? Con cái gì bằng kia vậy? Sống không? Con nghèo đâu sống. Con cua còn sống nè. Đổ luôn đi. Đổ ra luôn, thả phóng sinh mày luôn. Trời ơi nó thơm. Giữa luôn đi. Vũ luôn, để vô. Cầm cái lập đem đi dẫn luôn. Giết hết cá hết mắm rồi các bạn ơi, đi đặt chỗ khác mà được. Về chỗ khác. Giờ là có chừng quên cái nắp rồi sao. 150.000 cái nè, xài chừng nào mới hư nó. Cũng ngắt. Phải che già chứ gốc. Lấy vốn được cái rồi. Mình đủ ăn được bữa cơm hả mình đó. Chứ cho anh Thi mấy con rắn nữa. Cho Thi 4 con rắn chung rồi. Chứ con rắn không hành luôn á. Rắn không hành luôn. Ăn ngon không Thi ơi? Vậy không biết dặn không nữa. Thôi ngon thôi, có gì đâu dặn. Bình thường mà. Mình đi về trong kia nha các bạn. Còn cái này kia nữa. Như là mình còn 3 cái nữa không ta? Ừ. Chắc vậy quá, 5 cái dở 2 cái chứ cũng còn 3 cái tính như lớp kỹ còn 3 cái. Còn 5 cái rồi. Bữa nay dám chừng thất bại lắm á các bạn. Bữa nay nó không có cá rồi cả nhà ơi. Không có cá mà không có rắn luôn đó. Quốc ơi. Có chứ không được mấy con chứ bộ. Hai muốn làm mình thích. Muốn gì ăn cho. Ngon không? Kì vậy trời. Cái này không có con nào luôn vậy. Có thì mà không. Hai ốc à hả? Ba bốn ốc gì nè. Nè, đổ ra coi. Cái này chắc dễ rồi. Đâu quá, nghe không? Này chắc dễ, dễ ngợi quá. Con cái cuối cùng nè. Cái này có làm sao?
phóng ra ngoài nè, cho mình xuống đây luôn nè. Không, không lẽ mình bị phóng ra trên anh Tuấn? Phóng lên trên hả? Trời ơi, cái này dạ, trời lũi cái gì? Không, phải đẩy kính mít hết trơn bữa nay méo cái lợp luôn. Thôi có ai thăm cái này không xong? Ai biết. Con lợp nó xẹo luôn đấy. Rồi xong luôn. Cái gì đây, nói là cái này bị phá nè, bóc quớt luôn hả anh Tư? Nhóc chân luôn, nhóc luôn hết trơn, thâm lợp chân bị, lợp bị thâm hết trơn. Mưa tối đang lẽ chạy dữ lắm đó phải trong hết mấy cái, năm cái hả? Cái không nhiêu đó, khô khô ăn cũng đủ anh Tư. Ơi này chia gì nổi, chia này nào ăn thằng đó chứ chia gì. Mình sao chấp chia ba được hả? Ừ vậy sao chia ba? Chia ba là người chia đều nghe, người con chia làm ba hết, người con nghe. Thôi buồn ghê luôn trời. Vậy biết làm gì không? Để vô một nắm muối. Thôi khỏi đi, ăn trứng đi, trứng chiên. Vậy đó ba thằng đấu nghĩ ăn thì tao ăn. Cái này được ra. Cái này được ra. Chia chỉ đều thôi. Vậy được ra. Vậy này hay à. Tính này hay nè. Rồi mày mốt có mình có chia gì kêu này vô chia được. Quá dữ. Buồn ghê luôn á. Công kỹ đặt mấy bữa nay. Thôi giờ mình về đi, mình đem vô trong kia mình đặt quá. Ừ. Đem cho mình đặt đi. Ngày và ngày nay à. Ừ. Đem mày chọn mình đặt đi. Vô mấy cái ngánh trống. Thôi chào cả nhà nha. Anh em đem mấy cái lợp này vô trong gần chòi mới mình đặt. Chúc cả nhà buổi sáng thật nhiều niềm vui nha. Bye bye cả nhà.